Các bạn ơi, hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu các con vật nuôi trong nhà qua tiếng kêu và hình ảnh nha. Chim gõ kiến. Chim gõ kiến. Chim gõ kiến. Con nhím. Con nhím. Con vượn cáo. Con vượn cáo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhấn đăng ký để xem được nhiều video hơn nữa nhé.